Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 575 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện, hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ trong quảng trường thành vô sắc, hàng tỷ ánh mắt nhìn cảnh tượng này, không ngừng hoan hô vang vọng. Chiến hoàng, vô sắc thế giới có chiến hoàng rồi. Trên lầu các, tiết hưng quốc, tử huyền, hoàng thiên tứ hừng phấn, nắm chặt nắm đấm. Thái A đúng là thuộc loại trâu bò. Bà mẹ nói chứ, tiểu tử Thái A này cũng biến thái giống như trưởng môn. Trên lầu các, tất cả cường giả phi đinh môn không ngừng xoa tay, nhiệt huyết sôi trào đôi mắt giống như máu tươi của âm mình giả dạ xoa đã sớm lệ nóng doanh trọng. Giờ phút này, nàng biết rõ tất cả đau khổ của mình không uổng phí. Nàng lựa chọn lúc trước không có sai. Trong tương hoảng không gian, một hư ảnh tà long quét qua, âm thanh rầm đoạn vang vọng, trực tiếp ảnh hưởng khí tức hoàng vù lạnh giá của Tiết Mạc Kỳ. Lập tức đánh lối Tiết Mạc Kỳ đang thúc giục áo nghĩa linh khí, đánh thẳng vào người của Tiết Mạc Kỳ. Tiết Mạc Kỳ miệng phun báo tươi, thân thể mềm mại lập tức lảo đảo lui ra sau, lại nói, ta nhận thua, ta nhận thua. Sớm nhận thua mới tốt, ta không nỡ làm người bị tổn thương. Hiện tại, chỉ sớm nói cho người biết, thực lực của các người không thể chống lại ta. Ở trước mặt của ta, người chỉ là con sâu cái kiến. Hoa Linh Ngọc nhìn Tiết mặc Kỳ cười nói thật dầm dục, đôi mắt Tiết mặc Kỳ trầm xuống, nhìn trên không gian. Lúc này, nhầm tiêu diêu, hoàng lạc nhan, tịnh vô ngân, ba người đã sớm đánh bại đối thủ, Thái A và Mạc kình Thiên cũng đánh bại đối thủ của mình. Top 5 đã bị chiếm, trầm giọng nói. Ta hiện tại bây giờ nhận thua, dường như đã không thể tiến vào top 5. Ta xem ra người đã thua thật rồi. <laughs> top 5 thì sao? Ta căn bản không ngại trà đạp một tên, chờ xem. Người trốn không thoát đâu, bọn chúng cũng trốn không thoát. Hoài Linh Ngọc cười lạnh nói tiếp. Trên hư không có âm thanh đổ tung trầm thấp, hòa diễm hàn băng hơi nước các công kích và chạm với nhau. Hư không tương hoàng không gian vang lên âm thanh đổ tung đỉnh tài nhức óc. 30 người quyết đấu đã có người thời khắc bình tĩnh. Nhầm tiểu diều, hoàng lạc nhan, tịnh vô ngân ba người, dễ dàng đánh bại đối thủ. Thái ả à cũng không rớt lại phía sau quá lâu, mà kinh tiên không biết thi triển thủ đoạn gì đã tiến vào top 5. Năm người trực tiếp trở thành chiến hoàng, vô số ánh mắt động dung, ánh mắt nhầm tiểu diều, hoàng lạc nhan, tịnh vô ngân trực tiếp đánh giá Thái A và Mạc Kinh Thiên. Lục Tiêu Du cũng vốn định tiến vào top 5, chỉ tiếc đối mặt với tên thành điền cẩm bào của Nguyệt Hoàng Thế Giới, thực lực đối phương khó chơi, nên bản cảnh sơ dai, nhưng đạt tới hậu kỳ đỉnh phong, trên người còn mang theo áo nghĩa lĩnh khí phòng ngự, tia chớp quấn quanh hai tay của hắn, lúc này đánh bất phần thăng bại, cũng làm cho Lục Tiêu Du cảm thán, người của Nguyệt Hoàng Thế Giới có chút thủ bút không nhỏ. Có chút thực lực đấy, đáng tiếc còn chưa đủ. Nhớ cho kỹ, đánh bại ngươi là nguyệt hoàng thế giới, phù gia phù tô. Thanh niên mặc cẩm bào đã sớm mặc một kiện áo giáp màu đỏ, phong cách cổ xưa. Tân ảnh thông thả mà lui ra sau vài bước, thân thể như bụi tên lao thẳng về phía lục thiêu du. Đại lãng viêm hòa trượng. Thanh niên mặc cẩm bào lao thẳng về phía lục thiêu du, năng lượng mình bồng quét qua tất cả. Một hư ảnh trường ấn ngừng tụ trong hư không. Trường ấn xuất hiện gợn sóng không gian kỳ lạ, giống như sóng biển lăn tăn. Trường ấn đánh ra, không gian chung quanh đổ tung, lực lượng khủng bố mang theo nhiệt độ rất mạnh, năng lượng cuồng bạo quét qua khắp nơi. Trong nháy mắt, trường ấn mang theo khí thức nóng bỏng và uy áp rất mạnh, giống như vòi rồng tàn phá những nơi nó đi qua. Về nứt không gian đèn kịt xuất hiện lan tràn hơn vạn mét, không gian sinh ra vết rạn nứt như mạng nhện, nhanh chóng ảnh hưởng tới viễn hư không này cũng trực tiếp bao phủ trước mặt lục tiêu du. Nhìn trường ấn này, Hoàng Lạc Nhan đứng trên tảng đá quan sát bên này. Trong nội tâm của Hoàng Lạc Nhan rất rõ ràng, Phù Tô chính là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ dưới mình trong Nguyệt Hoàng Thế Giới. Phù gia thân là nhân tộc, nhưng ở trong Nguyệt Hoàng Thế Giới có thú tộc chiêm đa số. Nhưng Phù gia lại có thực lực vô cùng khủng bố như vậy. Chẳng trách lại có thể có ủy lực uy hiếp người khác. Phù Tô thúc giục đại đảng viêm hòa trưởng, ngay cả nàng cũng không dám chủ quan. Tù vi niết bàn cảnh trung dai, khó có người chống cự. Dường như Lục Tiêu Du cũng chỉ là chuẩn niết bàn mà thôi, là kẻ yếu trong 30 người ở đây. Cho nên vào lúc này, Hoàng Lạc Nhan cũng không đặt Lục Tiêu Du vào trong mắt. Một nhân vật không danh tiếng trong vũ sắc thế giới lại dám khiêu khích Nguyệt Hoàng thế giới. Như vậy, nhất định phải giáo huấn mới được. Thực lực kể ra cũng không tệ, không hổ là thế hệ trẻ đỉnh phong của Nguyệt Hoàng thế giới. Và lúc trưởng ấn mang theo hỏa viêm khủng bố, đánh thẳng tới phía trước, chỉ trong chốc lát, ánh mắt của Lục Thiêu Du chấn động quay miệng cười vui vẻ, từng đường cong huyền ảo xẹt qua như thiểm điện. Cùng một thời gian, kim, thanh, làm xích, hoàng, năm loại hảo quang thuộc tính lóe lên, hư không trong tương hoàng không gian đột nhiên xuất hiện hắc động hai bảo đèn trắng. Chính giữa là vòng cung tương liên với nhau, hình thành đồ án đèn trắng xoay tròn. Trong chốc lát, cả hư không chấn động dữ dội. Thời không lao ngục. Trong thời gian ngắn ngủi, một đạo hào quang trói mắt lóe lên quanh người lục thiêu du thủy thuộc tính thời không lao ngục lan tràn trực tiếp bao phủ không gian thủy thuộc tính bằng bạc lóe lên khắp nơi định hồn áo nghĩa thời gian áo nghĩa tăng thêm không gian áo nghĩa ngũ hành áo nghĩa tường các tương sinh dung hợp vào nhau nhiệt độ cả không gian lạnh giá lại làm cho người ta có cảm giác như rơi vào trong hầm băng cảm giác hàn băng lạnh giá tới mức tận cùng dường như năng lượng trong phiến tiên địa này bị đóng băng biên giới không gian lập tức nứt vỡ không gian gió nổi mây phun cũng bao phủ hư không, vị trí tù tô vào bên trong. Đồng thời, trong thời không long ngục, không gian bị đóng băng, trực tiếp đóng băng hỏa diễm trường ấn của phủ Tô. Hàn khí đông cứng như là hư không, ký tức hủy diệt của hỏa diễm trường ấn biến mất không còn nữa. Trong không gian quỷ dị này, phủ Tô đằng đằng sát khí biến sắc, trong không gian hàn băng khủng bố này, hắn mới thấy lực công kích quỷ dị như vậy liền là đầu tiên. Thế nhưng giống như là có vô số ao nghĩa tương dung với nhau. Trong đó còn có một đạo ao nghĩa quỷ dị làm hòa thuộc tính của hắn cũng bị áp chế. Lúc bây giờ, biến hóa như vậy làm cho phù tô có cảm giác không thể chống cự, cũng không cách nào dãy dụa ra ngoài. Lực lượng hàn băng bao phủ thân thể, không gian đều bị hàn băng bao phủ, còn có linh hồn lực khủng bố quét qua khắp nơi. Còn có thủ đoạn như vậy sao? Khi lục tiêu du thúc dục thời không đào ngục, rất nhiều ao nghĩa xuất hiện, từng ánh mắt nhìn qua đầy kinh hãi. Một người có thể tu luyện nhiều áo nghĩa như thế, thiền phú thật khủng khiếp. Ánh mắt của tịnh vô ngân, hoàng lạc nhan, nhầm tiểu diều nhìn lục tiêu du đầy chấn động. Dùng hợp áo nghĩa thật khủng khiếp, thiếu chủ không phải là người bình thường. Trong đội cùng xa xa, ánh mắt Bắc đồng rùn rùn, uy năng lan tràn trên không trung làm cho hắn cảm giác sợ hãi, cũng cảm thấy khó mà chống cự. Phá cho ta! Trong thủy thuộc tính thời không lao ngục, phụ thô kinh hãi áo màu đỏ quanh người bộc phát nguyên lực, phù thiền cái địa chung quanh, bao phủ khắp các nơi. Tất cả đã lao ra nhanh như chớp, làm cho người ta dường như có cảm giác không kịp trở tay. Không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh, làm người ta không kịp trở tay. Trung quanh thân thể xuất hiện hàn băng, hắn chân vỡ hàn băng, sinh ra khe nứt không gian. Người đã mất cơ hội nhận thua, sống hay chết, phải xem thiên ý như thế nào lục tiên du đứng giữa không gian áo bảo xanh bay phấp phới tiếng gầm truyền ra vừa dứt lời ký thức hàn băng bộc phát nằm ngón tay siết chặt thủy thuộc tính thời không lao ngục run lên thủy thuộc tính thời không lao ngục co rút lại không gian to như thế bắt đầu vặn vẹo đáng sợ trong khoảng thời gian ngắn không gian đóng băng kỹ thức hàn băng vô hình bao phủ hư không không gian hàn băng lớn vạn mét nhanh chóng hóa thành ngọn núi băng ngàn mét trong băng sơn có đồ án âm dương không ngừng xoay tròn trong giây phút này không gian run lên bỗng nhiên mây đèn hiền hiện tiềm điện lôi minh thiên uy cuồn cuộn loại thủ đoạn nào lại có thể dẫn phát thiên uy hàng lâm từng ánh mắt như nhìn thấy quỷ không gian hàn băng khủng bố này lại dẫn phát thiên uy xuất hiện giờ phút không gian hàn băng dày đặc hư không lan tỏa hàn khí rất mạnh mọi người cảm nhận khí thức hủy diệt đang tới gần Phú tô muốn lùi lại nhưng không gian chung quanh đều đóng băng tất cả dưới thiên uy mênh mông trong nội tâm lo sợ kinh hãi sâu trong linh hồn ép hắn phải nhận thua băng sơn rời xuống đường theo thiên uy cuồn cuộn nện thẳng vào phủ tô không gian chung quanh bị đóng băng tan vỡ sinh ra cái nứt không gian đen kịt âm thanh đổ tung trầm đục như sấm rét trên vang hư không chung quanh chấn động không gian sụp đổ như tác lũ khí thức hàn băng quét qua tất cả khắp các nơi hư không bao la sinh ra không ít vết nứt không gian không gian giống như biến thành mạng nhện hạn băng dày đặc bao phủ tảng đá màu vàng dưới chân vụn băng bày đầy trời sau khi hư không khôi phục bình tĩnh trên tảng đá màu vàng thân ảnh phù tô xuất hiện trong mắt mọi người hắn phun một ngụm máu hóa thành băng xương ra bên ngoài ao nghiện đình khí phòng ngự của hắn xuất hiện không ít vết sạn nứt lớn phù tôn lúc này toàn thân vết máu loang lộ khí tức uể oải đến mức tận cùng tựa vào ao nghĩa bây giờ phòng ngự mới có thể nhặt về một cái mạng nhưng hắn cũng không còn lực tái chiến. Ta, ta nhận thua. phụ Tô vừa dứt lời, huyết vụ không ngừng tung tóe, không chủ động nhận thua sẽ bị giết chết không tha. Có quy tắc này, cho nên không ai dám cao ngạo trên phong thần đài. Vụ sắc trung thiên thế giới, lục tiêu du thắng rồi. Thực lực thật là mạnh, thanh niên kia là ai? Những người trong không gian chung quanh vô cùng ngạc nhiên, có không ít người khiếp sợ khi nhìn lục tiêu du. Thực lực cơ này thật đáng sợ. Trên dung nhan tuyệt mỹ của Hoàng Lạc Nhan chấn động, năng nhíu mày suy tư. Lục Thiêu dù thủ liễm khí tức, hắn cũng có phần ngạc nhiên. Áo giáp phòng ngự của Phù Tô cũng không kém. Nếu không có áo giáp áo nghĩa linh khí phòng ngự này, chỉ sợ Phù Tô không phải trọng thương đơn giản như thế. Nhìn qua chung quanh, lúc này tất cả mọi người đã giải quyết đối thủ của mình. Trong đám người, chỉ còn lại hai người đang chiến đấu với nhau. Đó là thanh niên áo vàng và thanh niên mặc trường bào hai người đều có tu vi niết bàn cảnh sơ dai, thực lực cũng sàn sàn nhau. Ngay cả linh khí giao thủ cũng không chênh lệch nhau là mấy, giao thủ khó phần thắng thua. Hẳn là thanh niên áo vàng sẽ chiến thắng. Lục Thiên Du sinh ra hứng thú, thanh niên áo vàng là thổ thuộc tính, mà thanh niên bạc trường bào là thủy thuộc tính. Tuy hai người không có linh ngộ thuộc tính tương khắc, nhưng trong ảnh hưởng phù hình, thực lực hai người không chênh lệch nhau nhiều, cho nên lâu dài thanh niên bạc trưởng bào sẽ ăn thiệt thòi không ít. Đúng như lục tiêu du suy đoán, sau mấy chiều, thanh niên áo vàng tìm được cơ hội thừa cơ ti triển át chủ bài công kích, đánh bại thanh niên bạc trưởng bào. Lúc này, 30 chiến tôn đã có 15 người đã bị đánh bại rồi, không còn có chút nào là trên mặt vui vẻ. Lục tiêu dụ đặt chân lên tảng đá màu vàng, mây mù mờ ảo cách xa nhau. Trên không trùng hiện tại, chỉ còn lại 15 khối đá. Vụ phá thường khùng nhầm tiêu diêu, vạn thượng hướng hoàng hoàng lạc nhan kình thiên nhất kiếm tịnh vùng ngân thái a diệu thủ không công mà kình thiên đạp không vô ảnh thiền thường ngân phòng hòa tuyệt đại tuyệt phong hoa hoành đao diệt không độc nhật đao còn có thanh niên đánh bại tử viêm cũng ở trong số đó hoài linh ngọc ánh mắt của lục tiêu du cuối cùng nhìn thân ảnh quen thuộc hoài linh ngọc hai ngày qua dễ dàng đi tới một bước này tà khí trên người của hắn lan tràn ra chung quanh làm cho lục tiêu du có một loại trực giác dường như hoài linh ngọc càng ngày càng mạnh cảm nhận được ánh mắt của lục tiêu du hoài linh ngọc cũng không che giấu hẳn ý trong mắt của mình ánh mắt như đang nói với lục tiêu du một khi gặp cỡ, hắn sẽ không khách khí ánh mắt của lục tiêu du dần dần lặng lệ sát ý trong mắt bắn ra không chút che giấu gặp gỡ hoài linh ngọc mình cũng tuyệt đối sẽ không khách khí hai người chắc chắn sẽ có cơ hội gặp nhau Ánh mắt của hai người không nhìn nhau bao lâu. Khi hai người cuối cùng phần thắng bại, lúc này người tiếp dẫn đã tới, quyết đấu chiến tôn, trừ nhâm tiêu diêu, hoàng lạc nhan, tịnh vô ngân, thái A, mặc kinh Tiên ra, còn lại 10 người phải tiến hành trận đấu thứ hai, thắng thành hoàng mà bại làm tôn, cả hai thử hưởng tài nguyên trình lệch một trời một vực. Thái A trở thành chiến hoàng, tiết mặc kỳ thất bại, chỉ có thể trở thành chiến tôn, tại sao lại gặp gỡ hoài đinh ngọc? trên quảng trường thành vô sắc không ngừng có tiếng nghị luận hoài linh ngọc chống lại tiết mạc kỳ làm cho tiết mạc kỳ bị thua chuyện này làm mọi người tiếc hận có lẽ mọi người cho rằng nếu gặp gỡ đúng người của trung thiền thế giới khác thì có lẽ tiết mạc kỳ còn có cơ hội chiến thắng thực lực của hoài linh ngọc càng khủng bố hơn so với khi trước đây lục tiêu du và hoài linh ngọc cần tiến hành đấu đợt thứ hai không biết kết quả sẽ như thế nào hai người chiến thắng sẽ thành chiến hoàng chiến hoàng và chiến tôn có đại ngộ cách nhau một trời một vực. Đường ngũ, người nói trưởng môn sẽ đấu trận tiếp theo như thế nào? Tiên Du nhìn qua hư không, trước Ngọc Bích, hắn hỏi dù lòng đường ngũ. Đây không phải nói nhảm sao, trưởng môn còn nhiều thủ đoạn chưa vận dụng tới, thậm chí căn bản cũng không có vận dụng toàn lực. Những người này làm sao có thể là đối thủ của trưởng môn? Ta thấy khó có người là đối thủ của trưởng môn lắm. Đường ngũ lên tiếng đáp. Đường ngũ vừa dứt lời, hư không trước Ngọc Bích trùng động, trong tương hoàng không gian lại bắt đầu quyết đấu lần nữa. Trong đó, mười khối đá màu vàng ghép lại với nhau, sau đó tương liên, hồn nhiên thiên thành. Trong tương hoàng không gian, Lục Thiên Du ngẩng đầu quan sát chung quanh, hắn chú ý thanh niên đánh bại tử viêm. Người này chính là đầu lĩnh thần thiên trùng thiền thế giới, tinh thần trưởng lưu xuất. Trong tay hắn có tinh thần luân, chính là ao nghĩa linh khí thanh danh hiền hách của thần thiền thế giới. Người phải chú ý thật nhiều. Lục Thiên Du dò xét thanh niên lúc này, Lục này, mặc kính tiên truyền âm vào tai lục thiêu du. Lúc này, trước mặt hoài linh ngọc chính là thiền thường ngân, Thận sắc tiên thương ngân có phần mất tự nhiên. Tuy hắn chú ý quan sát, trong mấy ngày qua, thanh niên âm tà này thực lực rất quỷ dị. Sau người khác cũng có đối thủ của mình, không có người nào chủ quan cả. Phía xa xa, mặc kinh thiên, thái A, tịnh vuông ngân, nhâm tiêu diêu, hoàng lạc nhan, năm người rút lui khỏi tảng đá của mình, nhưng ánh mắt vẫn quan sát mười người kia bắt đầu đi, người thắng thanh hoang, kẻ bại làm tôn, chúc các người may mắn. Lúc này, có lão giả đạp không đứng đó, âm thanh vang vọng khắp hư không. Lúc hắn vừa mới dứt lời, thanh niên vai hùm hàm én dùng xu thế như bồn lôi đánh thẳng vào đối thủ. Cùng lúc đó, tiền thường gần bộc phát không gian áo nghĩa, tân ảnh xuất hiện tàn ảnh như tiềm điện, lập tức đến trước người hoài linh ngọc. Trong cùng thời gian vất tay một cái, đánh đổ không gian, lập tức đánh thẳng về phía hoài linh ngọc muốn chết có phải không? Hoài Đinh Ngọc lạnh nhạt quan sát tất cả, đột nhiên toàn thân bộc phát khói đen phổ thiền cai địa, bỗng nhiên hư không rung chuyển, khí thế âm tàn hùng hãn, uy áp mình bồng hàng lâm, dưới thế công của thiền thường ngân, đột nhiên đỉnh trệ. Hoài Đinh Ngọc bộc phát khói đen như bậc bao phủ không gian, trực tiếp va chạm với thế công của thiền thường ngân. Thân thể thiền thương ngân lùi ra phía sau, hắn ta biến sắc khi nhìn khói đen đánh tới, lập tức một khe hở bao phủ thân thể của hắn hắn phóng thích không gian áo nghĩa tạo thành chấn động không gian thân thể lảo đảo lùi lại phía sau ta ghét nhất người thi triển không gian áo nghĩa thành thật cho ta một chút trong thời gian ngắn tân ảnh của hoài linh ngọc đã xuất hiện trước mặt thiền thường ngân lập tức đánh ra một quyền kình thiên thương ngân dùng không gian áo nghĩa cũng khó có thể đảo thoát quyền ấn đánh thẳng vào khói đen ngừng tụ thành tà long tà long dùng tốc độ cực nhanh lao thẳng vào thân thể thiền thường ngân âm thanh trầm đục vang lên quanh người thiên thương ngân xuất hiện vết rạn nứt hư ảnh tán long đụng vào thân thể của hắn miệng hắn phun ra máu tươi thân thể lập tức bị đánh bay ra xa thiên thương ngân bị đánh bại trong một chiêu cảnh tượng này làm cho tỉnh phu ngân hoàng lạc nhan ở xa cũng phải chấn động không nhỏ lưu xuân không ngừng công kích lục tiêu du chân của hắn đạp mạnh vào tảng đá màu vàng dưới chân dưới chân sinh ra vòng xoáy nguyên lực thật nhỏ bây giờ thân thể lao tới như bụi tên thời điểm này xuất hiện như thiểm điện trước mặt lục tiêu du. Hắn không khách khí, đánh một quyền vào ngực lục tiêu du. Quyền kinh không ngừng phá không đánh tới phía trước, cảm thụ âm thanh xé gió chuyển tới. Thân sắc của lục tiêu du không thay đổi, cánh tay run lên, một quyền màu vàng ngạnh kháng một quyền của lục xuất. Âm thanh trầm đục vang lên, hai quyền không ngừng va chạm với nhau, không gian trung quanh bị nghiền nát, cả không trung chấn động dữ dội. Sau đó, hai người trực tiếp biến mất, thân ảnh hai người biến mất thật nhanh thân thể lưu suất bị đẩy lui, ánh mắt của hắn biến hóa. Hắn không ngờ đối phương công kích còn mang theo linh hồn công kích, nhưng mà dù sao đi nữa, tới vòng này rồi, không có kẻ yếu. Thân thể lão đảo lùi ra phía sau hơn 7 bước mới ổn định được thân thể. Vật chất công kích và linh hồn công kích, khả năng công kích tường dùng không lưu dấu vết, đúng là có chút thực lực. Tu vi chuẩn niết bàn có thể tiến tới bước này thật khó tưởng tượng nổi. Nhưng mà hôm nay, ai cũng không thể ngăn cản ta thanh hoang chiến tôn tặng cho người đi. Lưu xuất ổn định thân thể, mắt thấy lục tiêu du, hắn lạnh đạm nói một câu. Nói nhiều như vậy làm gì, đơn giản chỉ muốn nhận cơ hội điều động nguyên lực âm thầm, ngừng tụ công kích mà thôi, động thủ đi. Lục tiêu du cười cười nhìn lưu xuất nói, nhưng mà danh tiếng chiến hoàng vô duyên với người. Lưu xuất bị lục tiêu du vạch trần mục đích, sắc mặt biến hóa, khẽ hừ một tiếng. Hắn ngừng kết thủ ấn trong tay, một trường ấn khổng lồ được ngừng tụ ra dường như ngay lập tức. Oanh một tiếng, trường ấn vừa lao ra, hư không sau lưng lưu xuất run lên, trên trường ấn ngưng tụ vô số ngôi sao, qua ngành ngôi sao bao phủ trường ấn, vồ số vết nứt không gian xuất hiện, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, lực lượng mênh mông bộc phát ra bên ngoài. Đây là tinh thần trưởng sao? Lục thiêu Du khẽ ngẩng đầu, hắn nhìn ra trường ấn này bất phạm vô cùng. Tinh thần trưởng lưu xuất quát lên một tiếng, hắn đánh thẳng vào người Lục thiêu Du, trường ấn mang theo khí thức mênh mông, ven đường hắn đi không gian chân động dữ dội trường ấn vạch phá không gian đánh tới trước mặt lục tiêu du lòng ảnh tí chỉ trong nháy mắt ngánh ngủi, cánh tay của lục tiêu du run lên hắn đánh ra một quyền một quyền ngưng tụ ánh sáng màu vàng ngăn cản thế công của đối thủ hư ảnh hoàng kim long bao phủ nắm đấm của lục tiêu du mọi người có thể thấy được trong thời gian thật ngắn đó hư ảnh của hoàng kim long va chạm với trường ấn của lưu xuất va chạm như thế Hư ừ ảnh kìm lòng và trường ấn có ánh sao khổng lồ va chạm với nhau, năng lượng khủng bố quét qua tất cả khắp nơi. Lực lượng to lớn quét qua tất cả, thân thể hai người lảo đảo lùi ra phía sau. Lục Thiên Du lùi hai bước mới ổn định thân thể. Lưu xuất trực tiếp bị đánh lùi ra sau, hắn bay ngược ra phía sau, hắn rơi xuống vài chục mét. Thân thể của Lưu xuất rơi xuống đất, tảng đá màu vàng rung lên, cũng không có chút vết rạn nứt nào. Ngược lại quay miệng của hắn chảy máu tươi, Cùng lúc ấy, cách tảng đá màu vàng không xa, có một thanh niên lưng hùm vai gấu đánh ra hai đấm, lực lượng cuồng mãnh đánh vỡ hư không, trực tiếp công kích đối thủ, miệng phun mảnh vỡ nội tạng trào ra. Có chút thực lực, có thể ép ta vận dụng tinh thần luôn. Dùng mũ bàn tay, lau sạch máu trên khoe miệng, lưu suất nhìn vết máu đỏ thẫm trên mũ bàn tay, ngẩng đầu nhìn đục thiêu du, trong mắt mang theo thần sắc giận dữ. Hắn quát thật lớn, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối luân bản phong cách cổ xưa. Chỉ trong nháy mắt, uy áp bộc phát mình mông, lập tức hàng lâm phiến hư không này. Giờ phút này, hư không cả tương hoàng không gian, sinh ra vô số ánh sao. Lúc này, ánh sao cũng bị dẫn dắt, sinh ra hào quang trói mắt, nhận nguyện tinh thần sinh ra vòng xoáy thật lớn, nội tâm mọi người sinh ra hàn ý. Lưu xuất quán chú nguyện lực vào tinh thần luân, hào quang bao phủ không gian, vô số hư ảnh ngôi sao xuất hiện như là chân thật, làm cho người ta rung động khó hiểu. Ao nghiện đình khí như vậy tuyệt đối là ít thấy. Ao nghiện đình khí này cũng không phải vật phàm. Giờ phút này, ánh mắt của Lục Tiêu Du cũng ngừng trọng, hoàn toàn không dám chủ quan. Tinh thần luân. Lưu Xuân quát lớn một tiếng, hắn thúc giục luân bàn tấn công Lục Tiêu Du. Hào quang bao phủ hư không, hư ảnh ngôi sao phá không bay thẳng về phía Lục Tiêu Du. Chỉ trong chốc lát, hư ảnh trùng chuyển cửu thiên, vô sung ngồi sao từ trời rơi xuống với ủy thế kinh tâm động phách. Lục Thiên Du hít sâu một hơi, thân ảnh của hắn hòa vào không gian chung quanh. Trong lúc nhất thời, tiếng lòng ngầm vang vọng khắp nơi, đường theo đó là âm thanh pha chạm vang vọng hư không. Trong nháy mắt ngắn ngủi, long hồn kiếm giáp bao phủ thân thể của hắn, lòng ủy lan tràn ra chung quanh, đầu trông giống như vật còn sống không ngừng gào thét dữ dội. Lục Thiên Du xoay người, cánh tay run lên, hư không sau lưng gió nổi mây phun. Hai tay cầm hai thanh bí văn đoàn kiếm và năm chuôi bí văn trường kiếm sau lưng bay ra khỏi vỏ. Âm thanh lòng ngầm vang lên liên tiếp, thật kiếm lướt đi, hóa thành bảy đầu rồng đáng sợ. Chúng giống như vật còn sống quét qua khắp nơi. Lòng uy kinh người bao phủ khắp nơi, linh được mềm bồng, làm nội tâm của mọi người sợ hãi. Lòng uy hàng lâm phiên không gian này, bài đầu cử long ẩn chứa linh hồn áo nghĩa, hư chấn rung động sau đó sụp đổ, hư ảnh của bài đầu cự long công ngừng quét qua khắp nơi trong thời gian ngắn lao thẳng về phía trường ấn con người sao bao phủ trước mặt ở trong hư không thân thể lưu xuất đột nhiên phá không xuất hiện trước mặt lục tiêu du tinh thần luôn trong tay tỏa ra hào quang sáng ngời giống như thiện thạch từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt đã đến trước mặt lục tiêu du lục tiêu du thúc dục đồ án trên long hồn kiếm giáp hư ảnh đầu rồng bạo phát ra ngoài lập tức va chạm vào tinh thần luân cả hai va chạm vào nhau hư không chấn động dữ dội hào quang chói mắt bạo phát ra khắp nơi dưới sự quan sát của nhiều người hư ảnh đầu rồng xuyên thủng tinh thần luân do lưu xuất thúc dục chẳng biết tại sao tinh thần luân trong tay lục xuất bây giờ cũng từ ảm đạm dần đi cùng một thời gian ấy dường như bị ảnh hưởng gì đó ngôi sao trong hư không vỡ nát giữa không gian có tiếng đôi minh vang vọng khắp nơi trong nháy mắt không gian nổ tung năng lượng cuồn cuộn quét qua khắp nơi hư ảnh ngôi sao nổ tung, bảy hư ảnh hóa thành hình rồng, xé rách không gian. Bây giờ, lưu suất phun máu tươi, hắn không ngừng rền rỉ đào đớn. Bảy chuôi bí văn bảo kiếm xẹt qua hư không, âm thanh đong gầm vang vọng khắp nơi, khí tức mềm mông cuồn cuộn, làm không gian chung quanh vặn vẹo. Thất kiếm lập tức hóa thành bảy đạo hào quang, chậu lạt xẹt qua hư không, pha không lao thẳng về phía lưu suất. Ta thua! sắc mặt lưu suất trắng bệch, tinh thần luân trong tay xuất hiện dấu hiệu rạn nứt, hắn biết rõ mình đã vô được tái chiến. Thất kiếm tể mình, sau đó quay về long hồn kiếm giáp. Long hồn kiếm giáp bộc phát âm thanh rung động lòng người, ánh mắt của nhiều người rung động và hâm mộ. Trong thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong của các trùng thiền thế giới, người có thể có được áo nghĩa linh khí cũng không có nhiều. Thắng, cả hai đều thắng, ba người phong làm chiến hoàng, ngày mai tranh giành phong thần. Vô sắc thế giới chúng ta sắp quật khởi, lúc này sẽ lấy ba người làm vẻ vang trên quảng trường thành vô sắc mặt tây hoài đình ngọc và lục tiêu du đánh bại đối thủ từng tiếng hoan hô vàng lên điếc tai không nghĩ tới có thể đi đến một bước này nhưng trong trận đấu phong chiến thần của hai đại điền minh vào ngày mai lo gì lục tiêu du không chết trên lầu các hoài viễn khôi cười lạnh trong tường hoàng không gian lục tiêu du đặt chân lên tảng đá màu vàng lúc này hoài đinh ngọc tuyệt phòng hòa độc nhất đao và đại hán Dâu hùng hàm én đang là cũng chiến thắng đối thủ, kẻ bại làm tôn, người thắng thành hoàng, mười người này mới thật sự là tồn tại đỉnh phong trong thế hệ trẻ. Ngày mai chính là quyết đấu đỉnh phong, hai người chiến tồn cũng rất mạnh. Chúc mừng thiếu chủ trở thành chiến hoàng. Tô Nhàn và Bắc Đông cung kính hành lễ, hai người vô cùng mừng rỡ, thiếu chủ trở thành chiến hoàng, như vậy có thể mang hai người bọn họ vào thiên giới mật địa. Không cần phải đà lễ làm gì. Lục Thiên Du gật đầu, trong lòng cũng không có quá nhiều lo lắng trở thành chiến hoàng đi đến một bước này đối với lục tiêu du mà nói là chuyện đương nhiên mục tiêu chính thức của hắn là đứng đầu cửu hoàng mà không phải là chiến hoàng nhỏ nhỏ này thì tính là gì thiếu chủ trở thành chiến hoàng ngày mai sẽ có hộ hoàng đội đến đầy thủ hộ an toàn của thiếu chủ bắc đồng lại lên tiếng nói hộ hoàng đội ư lục tiêu dù hơi có vẻ nghi hoặc nghe bà chữ hộ hoàng đội thì biết là hai đại liên minh phần phó cho mình thiếu chủ là người vạn thiên liên minh lúc này đại biểu cho vạn thiên liên minh thiếu chủ trở thành chiến hoàng dựa theo dĩ vãng ngày mai có lẽ sẽ phân phối năm niết bàn cảnh và 30 đại đạo cảnh tới làm hộ hoàng đội sau vạn thấy đối quyết về sau hộ hoàng đội sẽ thủ hộ an toàn của thiếu chủ sẽ nghe lệnh của thiếu chủ tổ nhàn lại lên tiếng nhiều như vậy sao lục tiêu du vẫn khiếp sợ năm niết bàn cảnh 30 đại đạo cảnh trở thành hộ hoàng đội. Vạn tiền liên minh thật sự cam lòng bỏ vốn gốc. Nhưng mà lục tiêu dù suy nghĩ lại cũng phải. Có thể đi tới bây giờ và trở thành chiến hoàng. Thiên phúc của tất cả mọi người đã không thể nghi ngờ. Hai đại liên minh sắp sửa hào phí tài nguyên cực lớn bồi dưỡng bọn họ. Tự nhiên không hy vọng mình gặp chuyện không may. Cho nên phái đội hình như vậy bảo hộ là chuyện đương nhiên. Thiếu chủ có thể đứng đầu cửu hoàng như vậy. Người giám hộ sẽ tăng thêm. Tô Nhàn nói nhỏ: Chiến thần, Lục Tiết Du thì thào, chín người ngày mai đều rất khó đối phó, tuyệt đối sẽ không có kẻ yếu. Năm người tịnh vô ngân lại vô cùng cường hãn. Quy tắc quyết đấu ngày mai như thế nào? Sau khi than thở, Lục Tiết Du hỏi Tô Nhàn và Bắc Đông: Quyết đấu phòng thần ngày mai sẽ dùng quy tắc hai năm một. Bắc Đông trả lời. Lục thiếu Du hỏi hai người: Thế nào là quy tắc năm hai một? Tô Nhàn giải thích lại nói quyết đấu phòng thần ngày mai sẽ có cải biến quy tắc. Ngày mai 10 chiến hoàng, bây giờ sẽ rút thăm định ra quy tắc 5-2-1 do 10 người rút thăm trước phân thành 5 đội quyết đấu. Kẻ bại rời khỏi tranh đoạt quyết đấu phong thần. 5 người chiến thắng sẽ rút thăm, 5 người sẽ phân thành 2 đội, còn lại một người trực tiếp trở thành chiến hoàng cũng rời khỏi quyết đấu phong thần. Hai người chiến thắng cuối cùng sẽ quyết đấu với nhau, người thắng thành thần, kẻ bại thành hoàng. Bạc Đồng nói tiếp, Quyết đấu phong thần ngày mai hai đại liên minh sẽ có năm trưởng thượng tới quan sát không có gì bất ngờ xảy ra sẽ có mười trưởng thượng của năm đại liên minh xuất hiện cửu hoàng một thần mười người bây giờ phân biệt sẽ bái nhập môn hạ trưởng thượng trở thành đệ tử thân truyền của bọn họ còn có mười trưởng thượng đến đây sao ánh mắt của lục tiêu du chấn động trưởng thượng chính là người có chức vị cao nhất dưới mình chủ liên minh mà thôi kỳ thần thực lực cũng cao tới mức đáng sợ giờ tay Nhất chân có thể hủy thiên diệt địa, có thể bái nhập làm đệ tử thân truyền của bọn họ. Về sau, tiền đồ có thể nghĩ. Nhưng mà những trưởng thượng này, Lục Tiêu Du lại không quan tâm nhiều lắm. Mình cũng không thiếu sư phụ, thậm chí cũng không muốn bái sư. Con đường tu luyện của mình có sư phụ lão nhân ra an bài là đủ rồi. Cho đến một lát sau, đám người mặc kình thiên, thái a à trước sau đi tới nội cung của Lục Thiêu Du. Trong những người đến, có Trung Đi Lòng Bàn, Tăng Trạm, Lầu Tình Minh, Hùng hỏa cũng đi theo. Mọi người gặp mặt hàn huyên vài câu. Trung Đi Lòng Bàn và Trung Đi Hổ Cứ, Tăng Trạm, Hùng hỏa, Lầu Tình Minh. Chúc mừng Lục Tiêu Du, Thái A hai người. Đối với đám gửi Trung Đi Lòng Bàn và Tăng Trạm mà nói, bọn họ sớm quen biết Lục Tiêu Du, Thái A. Lục Tiêu Du và Thái A lúc này trở thành chiến hoàng của hai đại liên minh. Về sau, tiền đồ cũng có thể nghĩ, lúc này giao tình càng sâu về sau sợ rằng đạt được chỗ tốt càng lớn, cho nên lúc này có nhiều giao tình mới tốt. Hoàng Sa, Tử Viêm, Tôn Tiểu Nhã, Bạch Lăng, Quỷ Oa, Tiết Mạc Kỳ, Kim Viên cũng cao hứng thay cho Lục Thiêu Du cùng Thái A. Thành tích của vô sắc trùng thiền thế giới có thể nói là vô cùng cao. Một lát sau, Tô Nhan cùng Bắc Đông nhìn vào đội cung, đám người Lục Thiêu Du tự nhiên tiến vào trong thiên trụ giới, chuẩn bị cho cuộc chiến phong thần ngày mai. Trong thiền trụ giới tầng thứ hai, mọi người đều ở bên trong. Tiết mặc Kỳ có một ít thường thế cần phải chữa trị. Tiêu Du huỳnh đệ, người biết quy tắc ngày mai chứ? Mạc kình Tiên hỏi Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du gật đầu nói nhỏ. Quy tắc nằm hài một đại khái đã biết rõ. Mạc kình Tiên nhìn Lục Tiêu Du, lại nói. Mười người, ngày mai chúng ta cùng xuất phát chứ? Cũng như đã nói lúc trước, ta sẽ hết sức đánh bại ngươi. Lục Tiêu Du cười nói. Mạc kình Tiên lườm lườm, lại nói. Ta cũng dùng hết sức, người nên cẩn thận thì hơn người rất khủng bố đấy thế nhưng mà ta cũng không chiến mà hàng đâu lục tiêu du cười cười hắn không nói chuyện nữa từ lời của mạc kình thiên hắn cũng biết đại khái Mạc kình thiên nhất định nắm chắc bài này mãi cho tới bây giờ hắn chưa từng dùng hồn thiên hàn băng bích long liên sợ rằng vẫn còn át chủ bài khác trên con người sư phụ nếu ta gặp người phải làm sao bây giờ cho nên có nên trực tiếp nhận thua không thái a cười hằng hắc nói nếu người gặp sư phụ cứ toàn lực ứng phó, ta muốn xem hai tiền biến thái các ngươi gặp nhau sẽ như thế nào. Mà kình tiên vỗ vỗ vai của thái A, hắn tận rất muốn biết hai sư đồ biến thái này gặp nhau sẽ thành ra như thế nào đây. Lục tiêu du nhìn thái A, nghiêm mặt nói, nếu như người gặp gỡ ta cứ toàn lực ứng phó, cũng tốt để sư phụ đánh giá thực lực của ngươi đạt tới trình độ nào. Vâng ạ, thái A nghe vậy cũng gật đầu một câu. Ngày mai tổng cộng 10 người, bảy người các trừ hoài linh ngọc ra xong người theo thứ tự là võ thần thế giới kinh thiền nhất kiếm tỉnh vô ngân nguyệt hoàng thế giới vạn phượng hướng hoàng hoàng lạc nhan nguyên võ thế giới võ phá thương khung nhầm tiểu diều phượng dương thế giới Phòng hòa tuyệt đại tuyệt phong hoa pháp đảo thế giới hoành đao diệt không độc nhất đao tăng thêm song tình thế giới man quyền giang đảo lưu bây giờ xong người này đều là rất khó dây dưa cho dù là kẻ nào cũng không phải người lương thiện mà kình thiên nói nhỏ trong mắt sinh ra chiến ý. Song tình thế giới man quyền giang đảo lưu. Trong bảy người lục tiêu du chỉ không biết tên thanh điền to lớn mà thôi. Lúc này nghe Mạc kình Thiên nói tên đó, tên là Giang Đảo Lưu. Mạc Kinh Thiên lại nói, song tình thế giới bài danh thứ năm, thực lực chỉnh thể cũng không yếu. Man quyền Giang Đảo Lưu này là mãnh nhân, nghe nói là nhân vật truyền kỳ trong song tình thế giới. Cho dù là kẻ nào cũng rất khó dây vào hắn. Lục Tiêu Du cười nhạt, lại nói, trong tiền trụ giới tầng thứ bảy, Lục Thiêu Du khoanh chân ngồi xuống. Vạn thế đối quyết hiện tại đã tiến vào top 10, chính mình tuy còn chưa dùng toàn lực, nhưng mà chín người còn lại đều là thế hệ đỉnh phong trong cùng lứa của các trùng thiền thế giới, phụ thuộc thượng thành đại thiền thế giới. Chính người này rất khó đối phó đấy. Hoài Đinh Ngọc tồn tại cũng làm cho Lục Thiêu Du lo lắng. Hoài Đinh Ngọc cũng là chiến hoàng, từ miệng Tô Nhan và Bắc Đông, hắn biết được chiến hoàng sẽ có hộ hoàng đội. Sau vạn thế đối quyết, bên người hoài linh ngọc sẽ có hộ hoàng đội như vậy cũng tăng thêm phần khó khăn rồi đây lục tiêu du nghĩ đến sau khi có hộ hoàng đội muốn đối phó với hắn càng nhiều phiền toái hơn huống chi hoài linh ngọc khi trở về phủ sắc thế giới đến lúc đó hậu họa vô cùng cho nên trong lòng lục tiêu du suy nghĩ ngày mai phải giải quyết hoài linh ngọc đây là cơ hội tốt nhất nếu không ra tay thì khó có cơ hội một lần nữa suy tư một hồi lục tiêu du cũng tiến vào trong lĩnh ngộ ngày mai mới là quyết định đỉnh phong. Thế nhưng, phải tùy thời bảo trì trạng thái đỉnh phong. Trong quảng trường tại Vũ Sắc Thành, Hoài Linh Ngọc, Lục Tiêu Du và Thái A đều là người vô sắc trùng thiền thế giới chúng ta đấy. Vô sắc trùng thiền thế giới chúng ta quật khởi rồi. Ba hoàng, một tôn, bốn tướng, con gì nở mày nở mặt hơn nữa chứ? Không biết ngày mai ai sẽ đứng đầu cửu hoàng trở thành chiến thần đây? Còn có thể là ai võ thần thế giới kình thiền nhất kiếm trịnh vô ngân nguyệt hoàng thế giới vạn phượng hướng hoàng hoàng lạc nhan nguyên võ thế giới võ phá thương khung nhầm tiểu diêu ta nghĩ chỉ có ba người này trở thành chiến thần mà thôi trong hư không vô tận trên một tảng đá diện tinh trăm mét có mây mù lượn lờ một thân ảnh áo xanh bây giờ giả đua ngồi đó toàn thân không chút khí thức chấn động nào nhìn qua giống như không còn sinh cơ cho nên cũng không người nào có thể nhìn thấy sự tồn tại của hắn lão giả áo xám giả đua nhìn bộ dáng chừng trăm tuổi đầu đầy tóc bạc ngay cả lông mi cũng màu trắng nhưng trên mặt hồng hào ánh mắt không bận tâm quỷ cốc người cảm thấy mười người này ngày mai ai sẽ là chiến thần một lát sau lão giả giả đua hỏi trong hư không không gian hơi chấn động một cỗ nham thạch hiện ra một lão giả tóc đen chừng sáu mươi tuổi xuất hiện lại nói có mấy người nhìn rất tốt nhưng mà có mấy người cũng khó nhìn thấu Lục Tiêu Du mang rất nhiều áo nghĩa, cũng đều linh ngộ không kém. Hôm nay, công kích đối thủ, phối hợp áo nghĩa kỳ lạ thứ năm, thật sự rất cường hãn. Tu vi chuẩn niết bàn, có thể trực tiếp đánh bại tình thần luân của Lưu Xuất. Bây giờ thực lực này đúng là khủng bố thật. Lúc ấy thân ảnh giả đua, với nói với lão giả tóc đen. Mặc kệ hắn có bao nhiêu áo nghĩa, cũng không quan hệ tới người. Hắn là người vạn thiên liên minh. Lão giả tóc đen lườm lão giả tóc bạc. Vạn thiên liên minh thì thế nào, Đừng quên, vạn thiền liên minh các người đoạt không ít người của chiến thiền liên minh đấy. Thân ảnh già nua của người kia trừng mắt lão giả lại điếc. Lão giả tóc đèn phòng đạm vân khình lại nói. Vậy thì thế nào cũng không phải ta đoạt. Huống chi là do bọn họ lựa chọn. Ngươi... Lão giả tóc bạc trợn mắt lập tức xoay chuyển ánh mắt sau đó tươi cười nói. Quỷ cốc, ngươi đừng có quên. Ngày mai sẽ có sáu lão già hỏa đến đây nữa. Với nhận lực của bọn họ, Đến lúc đó không khó phát hiện lục thiêu du mang áo nghĩa kỳ lạ thứ năm. Chúng ta giấu giếm lầu như vậy, sợ rằng khó giấu được nữa. Đến lúc đó, bọn họ phát hiện lục thiêu du. Người cảm thấy bọn họ sẽ buồn tha hay sao? Lão giả quỷ công tóc đen chấn động lập tức lại nói. Dựa theo quỷ tăng, ta có thể chọn trước. Vậy xem xem ngày mai hắn sẽ chọn ai đây? Thân ảnh gián đua mỉm cười, trong mắt mang theo thần sắc lừa dối. Thiên trụ giới tầng thứ bảy, kim sắc quang mang từ từ tiến vào trong cơ thể. Lục thiêu du khép hở con mắt, con gây màu vàng lóe lên rồi biến mất, khí tức màn hoàng cũng thủ liễm lại. Thời gian cũng đã tới rồi. Lục thiêu du thì thào từ từ đứng dậy, chiến ý trong mắt bộc phát. Hình như đi sớm hơn không ít. Sau khi rời khỏi nội cung, lục thiêu du duỗi lưng mỏi mà phát hiện thì ra là mình ra khỏi thiên trụ giới sớm hơn một chút lúc này còn chưa tới sáng sớm hư không xa xa có không ít khí tức đều tức trong đây cũng có không ít người trên cơ bản trong tương hoàng không gian sẽ không xảy ra quá điều gì ngoài ý muốn nhưng vào lúc này không gian sinh ra chấn động kỳ lạ vô cùng một đạo hư ảnh già nua lập tức xuất hiện trước mặt lục thiêu du và lúc này không gian rung lên hư không chung quanh biến hóa người là người phương nào thời điểm lục thiêu du phát hiện thì mình đã ở trong không gian lạ lẫm. Trước mặt có một thân ảnh già nua xuất hiện, thân thể theo bản năng lùi ra sau vài bước, thân sắc cảnh giác. Toàn thân của lão giả già nua này không có chút khí tức chấn động nào, thậm chí không có bất kỳ sinh cơ gì. Nhưng lục tiêu du cảm thấy trên người của lão giả này có khí tức vô hình, sợ rằng đã sớm dung nhập vào trong hư không. Không có một chỗ nào không có, sợ rằng chỉ cần động tác rất nhỏ cũng bị lão giả này biết rõ trước tiên từ trên người của lão già này linh hồn lực nhạy cảm của lục thiêu du cảm thấy khi thế khó hiểu khi thế kia giống như không nhìn thấy sự tồn tại của hắn nó giống như khi lên đỉnh núi cao mới phát hiện bầu trời không thể chạm tới căn bản không thể nào vượt qua đối mặt với lục thiêu du cảnh giác như vậy lão già già đua cười hòa ái rồi nói ta đầu tiên xin tự giới thiệu mình một chút ta chính là một trong những người trông coi vạn thế đối quyết và vạn thế liệp trang được gọi là nhan vân hoàng giả. Thật lâu trước khi ta chính là chiến hoàng trong vạn thế đối quyết này, rất nhiều cường giả mạnh hơn ta, lục trường cũng đã vẫn lạc hoặc là gặp đại nạn. Xin bái kiến nhàn vân hoàng giả. Lục tiêu du nghe vậy lập tức ôm quyền hành lễ, trong mắt mang theo thần thái tôn kính, cũng không hoài nghi gì nhiều. Trong tương hoàng không gian này, không thể có người ngoài tiến vào. Tam kỳ lão nhân đã từng nói người trông coi phản thích liệp trang chính là siêu cấp cường giả không cần phải khai khí làm gì nhàn vân hoàng giả nhìn thấy thái độ của lục thiêu du lại rất thỏa mãn nói lục thiêu du ngày mai quyết đấu phong thần là cuộc chiến đỉnh phong người có thể tin tưởng đi tới cuối cùng ta sẽ hết sức nỗ lực lục thiêu du không biết nhàn vân hoàng giả hỏi câu này là có ý gì cũng không nghĩ nhiều gì cả nhàn vân hoàng giả chờ mong lục thiêu du hòa ái cười cười nói người biểu hiện không tệ trong vạn thiết liệp tràng. Như vậy đi, mà kệ ngươi hôm nay thành tích như thế nào, ta sẽ thu người làm đệ tử thân truyền của ta, người có bằng lòng không? Chuyện này... Lục Thiết Du lập tức sững sờ, nhìn Nhàn Vân Hoàng giả, ánh mắt có chút kinh ngạc. Nhàn Vân, người là đồ vô sỉ, ở trước mặt của ta chơi bình chướng không gian, người cảm thấy hữu dụng sao chứ? Nhưng ngay vào lúc này, trong không gian lạ lẫm bị xé rách một khe hở, lập tức một đạo thân ảnh lướt đi mái tóc đen nhánh bộ dáng chừng 60 tuổi ánh mắt bình tĩnh nhưng lại làm người ta hãm sâu vào trong đó đôi mắt tức giận nhìn nhàn vân hoàng giả tu vi thật là mạnh lục thiêu du nhìn lão giả tóc đen lão giả này xuất hiện thậm chí không sinh ra chút khí thức chấn động nào nhưng trực tác bảo lục thiêu du biết rõ lão giả này có thực lực không dưới nhàn vân hoàng giả hắn hoàn toàn có thể dung nhập vào trong không gian Hai người này dường như có chút dị thương. Lục tiêu du nhìn hai người này, linh hồn lực nhạy cảm phát hiện ra chỗ đặc biệt. Quỷ cốc, người khẩn trương cái gì, ta chỉ tâm sự với lục tiêu du mà thôi. Nhân vân nhìn qua quỷ cốc, trên mặt trừ mỉm cười lại không có một chút xấu hổ nào. Ta đã sớm biết người sẽ vô sỉ như vậy, muốn nhanh chân tới trước cũng không dễ dàng như thế đâu. Quỷ cốc trừng nhàn vân hoàng giả, lập tức quay đầu nhìn lục tiêu du đầy nghi hoặc, lại nói, Lục Tiêu Du, ngươi là người vạn thiền liên minh có phải chăng? Vạn bối xem như thế đi. Lục Tiêu Du gật gật đầu, dùng danh nghĩa vạn thiền liên minh tham gia vạn thế đối quyết. Đây là hành động bật đắc dĩ, cho nên hiện tại trước mặt người vạn thiên liên minh trở thành người của vạn thiên liên minh cũng không có gì là không tốt. Lão giả tóc đen tiếp tục nói, ta chính là vạn thiên liên minh quỷ cốc. Người bình thường xưng hô ta là quỷ cốc hoàng giả, cũng là trưởng thượng trong vạn thiên liên minh. Có lẽ người tiếp dẫn người đã nói, lúc này tổ chức vạn thế đối quyết, cựu hoàng nhất thần sẽ được trưởng thượng thu đàm đồ đệ. Người của vạn thiên liên minh ta nên bái nhập vạn thiên liên minh. Nhản vân là người của chiến thiên liên minh, người không cần để ý tới. Nếu bái nhập môn hạ của ta, đến lúc đó ta sẽ cho người tài nguyên tu luyện tốt nhất, cho người có thành tích tốt trong thường khung chiến trường. Lục Thiêu Du, người đừng nghe quỷ cốc nói bậy. Người là người vạn thiên liên minh, nhưng bái nhập môn hạ của ta Bọn họ cũng không dám nói gì. Vạn Thiền Liên Bình chỉ biết buồn bán mà thôi. Người muốn có chỉ dẫn trong lúc tu luyện, nên gia nhập môn hạ của ta. Nhưng nằm gần đây, đệ tử Vạn Thiên Liên Bình giao thủ với chiến Thiền Điền Bình đều là thua nhiều thắng ít. Lục Thiếu Du, người đi xuống trước đi, ta sẽ an bài một người tới bên cạnh ngươi. Nhân vân Hoàng giả còn chưa dứt lời. Quý cốc Hoàng giả phất tay. Lục Thiếu Du rời khỏi không gian lạ lẫm, quay về nội dung không gian vừa rồi biến mất không thấy đâu nữa. Lúc này không gặp với nhàn vân hoàng giả và quý cốc hoàng giả không thấy đâu. Đây là việc gì? Lục tiên du sở sở mũi, cái ngẩng đầu, lúc này đã qua đêm tối. Chân trời hư không phương đông có tia sáng ban mai đầu tiên. Các khí tức không ngừng thức tỉnh. Tịnh vô ngân. Hư không hơi sáng lên. Ở cung điện bên cạnh, lục tiên du lại nhìn thấy người ôm kiếm đứng đó. Một người một kiếm hồn nhiên thiên thành, chính là võ thần thế giới kinh thiền nhất kiếm tịnh vô ngân tịnh vô ngân cũng phát hiện lục thiêu du bốn mắt nhìn nhau gật đầu với nhau thiêu chủ có người tới tìm người nhưng vào lúc này tô nhan lại đi vào cung điện cũng chỉ có tô nhan và bắc đông mới trực tiếp đi vào cung điện của lục thiêu du được là ai thế lục thiêu du hỏi trong lúc này hắn không biết ai đang tới tên là hướng hầu minh hình như là được quỷ cốc trưởng thượng đặc biệt gọi từ ngoài tới tôi Nhàn nói. Sau một lát, trong cung điện, linh động công tử hướng hầu binh mặc cầm bào tinh xảo cực kỳ đẹp đẽ quý giá, toàn thân không nhiễm hạt bụi nào. Nhìn thấy lục thiêu du, thái a, tiết mặc kỳ, tử viêm, hoàng sa, quỷ oa, kim viên, tồn tiểu nhã, bạch lang mọi người, hướng hầu binh kích động nói. Vô sắc trùng tiền thế giới sẽ lấy các người làm vẻ vang, không biết ai bảo ta tới đây, bảo ta chuyển cáo với các ngươi Cả vô sắc trung thiền thế giới đang chờ các người chiến thắng trở về. Nghe Hướng Hậu Minh nói thế, mọi người cảm thấy nội tâm kích động bành trướng. Ngay cả Lục Thiêu Du cũng không ngoại lệ, có chút cảm xúc. Đúng rồi, Hướng Lão Ca, làm sao người tới được đây? Lục Thiêu Du hỏi Hướng Hậu Minh. Chuyện này kể ra thì cũng có thể nói là rất dài dòng. Hướng Hậu Minh nói chuyện xảy ra vài ngày trước. Mọi người nghe Hướng Hậu Minh được Vạn Thiền Điền Bình Quỷ Cốc Trưởng Thượng thu làm đệ tử nhập thất đều có phần khiếp sợ và hầm mộ. Lục Thiên Du đã hiểu gì đó, có lẽ quỷ cốc trưởng thượng chính là quỷ cốc hoàng giả mình gặp cách đây chưa lâu. Người này thu hướng hầu binh làm đệ tử nhập thất, chính là muốn lôi kéo mình đây mà. Sau đó mọi người biết được trên quảng trường thành vô sắc có đường thời không hình chiếu truyền tống trận cỡ lớn, có thể giúp người trong vô sắc thế giới thấy rõ tình huống trong tường hoàng không gian. Biết bọn họ chiến đấu mấy ngày qua đã được người trong thành vô sắc chú ý. Có hàng tỷ người ho hét cho mình cổ vũ cho mình, mọi người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Vào thời khắc này, hư không bình tĩnh sinh ra gợn sóng trong không gian, tám thân ảnh xuất hiện trong hư không, bỗng nhiên tất cả dao động biến mất như chưa từng xuất hiện. Sau lưng tám người này có mấy trăm thân ảnh cùng kính đứng sau lưng của bọn họ. Khi mấy trăm thân ảnh xuất hiện, cả hư không gió nổi mây phun, sinh ra khí tức rất mạnh. Tám người đi đầu phong khinh vân đạm, lặng lặng đứng trong hư không quan sát tất cả. Rõ ràng đứng tại đó, nhưng người ta cảm thấy khó phát giác. Nhàn vân, quỷ cốc, chúng ta đã tới, các người còn không đi ra đây đi. Trong tám người, lão giả to lớn đứng ngoài cùng bên trái, có tóc dài màu đen và áo choàng hơi tán loạn. Ánh mắt như thần, ngẩng đầu nói vào trong hư không. Mặc ngã hành, người lần này tới đây chào hỏi sao? Trên không trung, quỷ cốc cũng lên tiếng. Mặc ngã hành, tình kiếm hoàng, hỏa loan, phục ma, linh thai, dược vương, ngọc linh tử, kiên khôn chân nhân, Các người đã tới. Nhàn vân hoàng giả vừa dứt lời, quỷ cốc hai người cũng xuất hiện ngay giữa không trung. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.